Xin chào mọi người, Tu Phu Game nè, các bạn khỏe không? Bây giờ tôi là một con ếch 300 tuổi à? Một con cóc màu 300 tuổi. Tất cả những gì tôi cần làm là tiếp tục phát triển anh ấy, biến anh ta thành một con cóc cao cấp hơn, con cóc già hơn, thêm 100 biến thành màu xanh lá cây. Con số trên của tôi không thay đổi, nhưng màu sắc của tôi đã thay đổi. Tôi vẫn là 300, nhưng bây giờ tôi là một con cóc xanh 300 tuổi. Điểm cuối có một đốm đen. Tốt một phần thưởng. Tôi vừa đánh cột để lấy một ít tiền. Bạn có thể mua đầu cóc này, sau đó đặt nó lên lưới. Ô, có thể thay đổi mẫu. Cái này bên dưới. Lưới dưới đây là thay đổi lưỡi. Nhìn màu lưỡi thay đổi kìa. Biến thành màu đỏ rồi. Bây giờ tôi là một con cóc đỏ. Vẫn là 300. Con số của anh ta dưới đây sẽ không tăng. Có phải luôn là 300 không? Đây là tốc độ. Tốc độ lưỡi. Để tôi ăn thức ăn nhanh hơn một chút. Tôi đã hái hết cây nấm đó rồi. Sự khác biệt này rất nhiều. Cả ba ông đều mở thêm 150. Xem tôi lại là màu cấp độ. Những năm trên đều không thay đổi. Làm thế nào tôi trở thành một con cóc xanh với đốm đen? Ba cây cột. Tôi đánh cột là... Đánh một cái cột là lấy 2 chút máu. Cột lấy 2 chút máu. Tổn thương lưỡi của tôi là 2 điểm. Lưỡi của tôi lại nâng cấp rồi. Nghi thức lại thay đổi. Rồi. Ông và ruồi. Tôi vừa ăn được một con bọ. Dùng tiền là tiền. Tốc độ. Đến đây, tháo tất cả ra. Tôi cảm thấy năm nay cửa đều vô dụng. Cái này cộng 50. Chỉ cần thay đổi màu sắc thôi. Ở đây tôi đang thêm 49. Nhưng năm tháng cảm thấy vô dụng. Lần sau thử xem năm đó xem nhé. Thêm 5 cộng với năm 300 của tôi. Đây là khoảng cách làm cho lưỡi tôi dài hơn một chút. Nghe này, lưỡi con cóc của tôi siêu dài. Ước tính vẫn là 2 giờ. 250 đồng để lên cấp 4. Này, tôi có thể lên cấp 4. Đây không phải là phần thưởng của điểm kết thúc sao? Tôi tự nâng cấp rồi. Năm tôi ăn đen. Xem có tăng không? Có tăng lên, và tôi đã ăn 2 cánh cửa. Có thể ăn 2 cửa. Đây là khoảng cách. Ồ, cái này không được. Chiếc xe này cách cửa. Cửa bên cạnh nhìn trực tiếp rơi xuống. Trực tiếp biến mất. Nhìn kia, có 2 cánh cửa. Tôi ăn cửa tốc độ này. Bên trái là khoảng cách. Nhìn đi rồi. Cho nên chỉ có loại cổ điểm có thể ăn 2 cái không? Chỉ là có một cánh cửa là tăng năm, có một cửa là tăng lên, còn lại có thể ăn 2 cái. Tôi lại đổi màu rồi. Nhưng cuộc tấn công của tôi vẫn là 2 giờ. Nhìn kìa, 2 giờ. Vì vậy, nó là đẹp phải không? Cuộc tấn công không thay đổi. Chúng tôi nâng cấp lưỡi một chút. Kích thích lưỡi. Màu tím. Nhìn đi. Lần này cảm giác đẹp hơi nhiều. Bạn xem đây là 5. À, thêm một chút đi. Ôi, con ông. Đánh cửa đó là thêm một chút. Không biết đánh cột là thêm bao nhiêu. Phía trước có một cánh cửa cổ điển. Bên cạnh tôi có một người giàu có chút nhiều. Tôi gõ cửa năm đó. Lưỡi của tôi tấn công cửa năm thêm rất nhiều. Nhưng đánh cái cửa tốc độ bên trái. Chỉ thêm một chút thôi. Thêm năm thêm siêu nhiều. Có phải vì năm tháng vô dụng không? Thêm năm không có ích gì.
Vì vậy, lưới tấn công văn bản của Nam thêm đặc biệt nhiều con số đó. Vẫn là 2 giờ, đánh trụ cột. Lưới cấp 4 của tôi đánh trụ cột vẫn là 2 giờ. Thức ăn trở lạnh. Thức ăn của tôi trở nên lạnh. Các bạn xem thử xem. Tôi tấn công. Thêm 10 giờ trực tiếp thêm siêu nhiều. Sau đó tôi tấn công cửa khoảng cách này. Chỉ thêm 1 điểm. Thêm 5 đó thì thêm siêu nhiều. Của Hồng Nhà. 4 hoặc 5 cái. Đổi màu rồi. 5. Đây, 5 tấn công có thể ăn tốc độ này bên phải. Cửa tốc độ trò chơi này của anh ấy đâu? Ngoài ra còn có cửa khoảng cách, cánh cửa khoảng cách lưới. Ồ, vậy là tôi không ăn được cái 150 đó. Tôi mở cửa 150 nhưng không ăn được. Tôi cảm thấy trò chơi này khoảng cách tốc độ không nhiều lắm. Tôi đã lên cấp 5 rồi. Ếch cấp 5. Hãy nhìn như cánh cửa này, bất kể chúng đóng bao nhiêu. Tất cả đều là thêm 1 dấu cộng 2 dấu cộng 10. Không lên được 100, tốc độ không lên được 100. Khoảng cách cũng không lên được 100. Siêu chậm. Nhưng cấp độ đầu tiên hoàn toàn không thay đổi, con ông này. Con ông này sẽ làm mất năm của tôi. Ôi, cái này khó đánh quá phải không? Máu của con ông này tăng lên và dày lên. Khó đánh. Phía trước có 1 năm. Tốc độ này đánh vô dụng giảm một chút. 5 thêm cũng vô dụng. Thêm 5 cũng không thêm tôi công kích. Sao cũng không thêm. Cái này đẹp quá. Đây là màu sắc của da đã thay đổi. Lại đổi màu khác. Tôi vẫn đánh hạt 2 giờ. Tôi gọi 3 giờ rồi. Này, tôi đánh hạt thành 3 giờ máu rồi. Này, có tăng, có tăng, có tăng, có tăng. Được rồi, tôi sẽ lên cấp 5. Ở đây có một người cổ điển. Tôi bây giờ búp bê của tôi. Con cóc của tôi. Bắt đầu là 500.550. 500 con cóc. Ôi, con ông này. Con ông này thật sự rất khó đánh. Ta đánh trụ là giải 3 năm máu. Nhưng đánh những thứ này vẫn là giải pháp từng chút một. 2 giờ giải quyết rồi. Không, giờ là 2 giờ rồi. Bạn đã thêm số 2 điểm chưa? Chờ một chút xem lại nhé. Phía trước có một tốc độ, có một khoảng cách tốc độ của chúng tôi. Hú một chút. Một chút. Cây cột là 4 giờ rồi. Này, bây giờ tôi đánh cột là giảm 4 điểm rồi. Cột trừ 4 điểm máu. Rất có hy vọng gà đen. Lưỡi của tôi. Lưỡi tôi trở thành cùng màu với cơ thể tôi. Màu sắc của lưỡi tôi đậm hơn một chút. Nhưng nhìn là ghép nối. Ở đây có 1 năm. Tôi còn thêm 150 nữa. Bây giờ lưỡi tôi tấn công siêu nhanh, các bạn xem. Đi nào.
Tôi đã ăn hết thức ăn. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy lưỡi mình nhanh hơn. Đánh con ong này, đánh con ong này. Vẫn là nhảy hai cái. Đây là một. Nhìn con cóc này đang ăn nấm. Giải nén tốt. Quá giải nén. Lần này lưỡi tôi siêu nhanh. Một chút xem có thể tấn công được cột nào. Có thể phá vỡ cột nào. Đến đích rồi. Dù sao phần thưởng tôi đã kết hợp rồi. Tôi không cần phần thưởng đó nữa. Nhìn cái lưỡi này xem. Vậy. Tốc độ nhanh như vậy. Bạn có nhầm cảm giác thế nào không? Không có gì thay đổi vì lưỡi quá ngắn phải không? Có tốc độ, không có khoảng cách. Ở đây bắt đầu có một khoảng cách từ cửa. Trận trước không có khoảng cách. Trò này vừa bắt đầu liền đến một khoảng cách cửa. Vẫn là khoảng cách cửa. Nó làm tăng tầm bắn của lưỡi tôi. Lâu quá. Phía trước hay. Khi dừng lại tôi không biết phải thay đổi bao lâu. Tất cả những quả chanh khổng lồ tôi đã ăn. Tôi có siêu hỗ trợ. Nhưng không có tốc độ. Đây là hàng ngày, nhưng không có tốc độ. Xem bạn có thể đánh được số nào. Vẫn gọi 4 giờ. Đấm bụng đánh 4 cái bụng 4 điểm máu. Vậy có thể lên cấp 6. Cấp độ 5. Này. Này. Tình huống gì? Của tôi, cấp độ 5 của tôi đâu? Không còn cấp 6 nữa phải không? Chỉ có thể cấp 5. Tuyệt vời, chỉ có thể cấp 5. Trò chơi ma quỷ gì vậy? Được rồi, tạm biệt.